Với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch nội địa, mùa hè năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục là mùa bội thu của ngành du lịch. Từ đầu tháng 6 đến nay, thị trường khách du lịch đến Đà Nẵng trở nên sôi động hẳn. Bên cạnh lượng khách quốc tế từ sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022, phải kể đến sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách nội địa. Với ưu thế là thành phố biển, hệ sinh thái du lịch phong phú cùng chất lượng dịch vụ đảm bảo, Đà Nẵng tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên của du khách trong dịp hè năm nay. Trong cái mùa hè năm nay, trong cái thời gian tới thì lượng khách sẽ đổ đến cái khu vực miền Trung của chúng ta, trong đó có thành phố Đà Nẵng nhiều hơn nữa. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng có một cái lợi thế, đó là du lịch biển, thì nó cũng rất là phù hợp với lại cái mùa hè này. Theo ghi nhận, lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nội địa, đặt tour đến Đà Nẵng dịp hè năm nay tăng mạnh và kỳ vọng sẽ đạt tương đương với hè năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch. Nhằm kích cầu du lịch hè, thành phố cũng triển khai hàng loạt các sự kiện, hoạt động chào đón hè, lễ hội biển, đồng thời thường xuyên thanh kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Nhằm đảm bảo cái chất lượng dịch vụ, thì Sở Du lịch tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cái cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, trong đó là tập trung chủ yếu các cái nội dung về chất lượng dịch vụ, nhân sự cũng như cái điều kiện an toàn trong quá trình đón khách và các cái phương án phòng chống dịch. Ngành du lịch thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện, bên cạnh đó thường xuyên tập huấn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng và sự chuyên nghiệp trong phục vụ khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.